Trong hai phần trên chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm hàm số cũng như đồ thị của hàm số rồi. Trong phần số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu một đặc trưng của hàm số liên quan mật thiết tới đồ thị của hàm số đó là sự đồng biến, nghịch biến. Nội dung đó là gì? Chúng ta sẽ đến với phần số 3 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với hai hàm số đó là y bằng chữ x cộng 1 và y bằng 2x. Thay cho các giá trị x lần lượt là âm 2, âm 1, 0, 1, 2 thì các bạn sẽ tính các giá trị y tương ứng của mỗi hàm số để hoàn thành bảng phía dưới này nhé. Thầy sẽ làm với hàm số y bằng chữ x cộng 1 trước. Lần lượt thay x bằng âm 2 thì ta có trừ của chữ 2 cộng 1 ta được y bằng 3 này. Tiếp theo, âm 1 thì y bằng 2, x bằng 0, y bằng 1, x bằng 1, y bằng và x bằng 2, y bằng âm 1. Như vậy các bạn đã hoàn thành xong với hàm y bằng 2x cứ gấp đôi lên. X bằng âm 2 thì Y bằng âm 4. Tiếp theo là âm 2, 0, 2 và 4. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành nhận xét cùng thầy. Khi mà X tăng lên, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, từ trái sang phải chính là chiều tăng lên của X. Thì giá trị Y tương ứng của mỗi hàm số trên sẽ có xu hướng là tăng hay là giảm. Với hàm số Y bằng chữ X cộng 1 trước, X từ trái sang phải là đang tăng lên. Y thì lại là 3 xuống 2 xuống 1 xuống âm 1 xuống âm 2, tức là đang giảm đi. Và nhận xét tương tự với hàm Y bằng 2X. Thì ta sẽ thấy, âm 4 tăng lên âm 2, lên 0, lên 2, lên 4, nghĩa là hàm số Y bằng 2X có các giá trị Y tương ứng tăng lên khi X tăng. Còn hàm Y bằng chữ X cộng 1 thì lại có các giá trị Y tương ứng giảm đi khi các giá trị X tăng hai hàm số này chính là các đại diện cho sự đồng và nghịch biến của hàm số. Vậy thế nào là đồng biến hoặc là nghịch biến? Thầy sẽ mang đến thêm cho các bạn một ví dụ nữa với hàm số y bằng fx bằng x cộng 1. Ở đó thầy có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là so sánh f1 và f2. Và yêu cầu thứ hai là chứng minh nếu thầy có x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 nhỏ hơn fx2 tập xác định của hàm số là tập số thực R rồi. Ta sẽ thay 1 và 2 trực tiếp vào hàm số tính giá trị sau đó so sánh. F1 thì bằng 2, còn F2 thì là 2 cộng 1 bằng 3. 2 nhỏ hơn 3, ta dẫn tới F1 sẽ nhỏ hơn F2. So sánh với số cụ thể thì đơn giản. Vậy bây giờ với x1 và x2 là các giá trị chưa biết, các giá trị tổng quát. Khi đó nếu x1 nhỏ x2, thì thầy tính được Fx1 chính là x1 cộng với 1 so sánh với x2 cộng 1 thì x1 cộng 1 chắc chắn là nhỏ hơn rồi. x1 nhỏ hơn x2 cộng cả hai vế với 1 ta thu được x1 cộng 1 nhỏ hơn x2 cộng 1. Mà x2 cộng 1 chính là fx2 nên ta đã chứng minh được fx1 nhỏ hơn fx2. Hay nhận xét tương tự như ví dụ trên x đang có xu hướng tăng thì giá trị y tương ứng cũng tăng lên nên ta có nhận xét hàm số y bằng fx bằng x cộng 1 cũng có tính chất khi x tăng thì y cũng tăng. Hai hàm số y bằng 2x và y bằng x cộng 1 khi đó cũng có tính chất x tăng y tăng. Ta gọi đó là các hàm số đồng biến. Còn hàm số y bằng chữ x cộng 1 lại có tính chất là khi x tăng lên thì y giảm đi. Đó chính là ví dụ của một hàm số nghịch biến. Và cụ thể khi mà hàm số có các khoảng các đoạn xác định thì chúng ta sẽ có khái niệm về sự đồng biến nghịch biến của hàm số như sau. Thầy cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB. Chú ý ở đây thầy xét sự đồng biến nghịch biến trên khoảng nhé. Thì hàm số fx đồng biến trên khoảng AB nếu như x1, x2 thuộc vào khoảng đó. x1 mà nhỏ hơn x2 kéo theo fx1 cũng nhỏ hơn fx2. Còn nghịch biến thì ngược lại x1 nhỏ hơn x2 kéo theo fx1 lớn hơn fx2 Hay nói bằng lời x ở đây tăng lên fx cũng tăng lên thì hàm số fx đồng biến trên khoảng AB Còn với các giá trị x trong khoảng AB mà x tăng fx lại giảm đi thì ta nói hàm số fx nghịch biến trên khoảng AB đó Ví dụ ta ký hiệu y bằng fx bằng x cộng 1 là một hàm số xác định trên khoảng từ 0 đến 5 chẳng hạn. x thuộc vào khoảng từ 0 đến 5 mà x tăng lên thì y cũng tăng theo. Khi đó ta nói hàm số y bằng x cộng 1 đồng biến trên khoảng từ 0 đến 5 nhé. Còn hàm số thứ hai là y bằng chứ x cộng 1 thì vẫn xét trên khoảng từ 0 đến 5. Nếu x1, x2 thuộc vào khoảng này mà x1 nhỏ x2 thì fx1 sẽ chính là trừ x1 cộng 1. Chính xác, so sánh tương tự như ở bên trái này, x1 nhỏ x2 thì trừ x1 lại lớn hơn trừ x2. Cộng 1 vào hai vế ta thu được trừ x1 cộng 1 lớn hơn trừ x2 cộng 1 và biểu thức này thì bằng fx2. Nên ta thấy trong khoảng từ 0 đến 5, x mà tăng lên thì fx hay nó khác là y giảm đi, y bằng trừ x cộng 1 là hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 5. Trên đây là những gì mà các bạn cần ghi nhớ về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. Chúng ta xét sự đồng biến nghịch biến trên một khoảng trên một khoảng xác định. Đồng biến nếu x tăng y tăng, còn nghịch biến nếu x tăng còn y giảm hoặc ngược lại. X giảm còn y tăng. Để củng cố cho nội dung này các bạn sẽ trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 1 chứng minh hàm số y bằng x bình đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Hàm số y bằng x bình thì xác định trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng rồi. Bây giờ để chứng minh hàm này đồng biến thì ta cần xét các giá trị x trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Nếu cho x1 nhỏ hơn x2 mà các bạn chỉ ra được y1 cũng nhỏ hơn y2, ta sẽ có điều phải chứng minh. Vậy bây giờ thế xét hai số x1 x2 bất kỳ thuộc vào khoảng từ 0 đến dương vô cùng và giả sử x1 nhỏ hơn x2 nhé. Do thuộc vào khoảng này nên cả x1 x2 sẽ đều lớn hơn 0. Bình phương hai vế, do đây là các số dương ta sẽ thu được x1 bình phương cũng nhỏ hơn x2 bình phương. y1 nhỏ hơn y2. Các bạn đối chiếu lên đây. Ta kết luận được hàm số đã cho, hàm số y bằng x bình sẽ đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng nhé.